Truyền ngắn, truyền kể ngày thứ hai. Tác giả Alphonse Daudet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Buổi hòa nhạc của tiểu đoàn số 8. Tất cả các tiểu đoàn ở khu Marais và ngoại ô Saint-Antoine đêm đó đóng trại trong các láng gỗ ở đại hộ Domestin. Từ 3.000 nay, đội quân của Creole đánh nhau ở các đồi cao Champigny. Và còn chúng tôi, người ta làm cho chúng tôi tin rằng mình là lực lượng phòng bị. Không gì buồn hơn cảnh cắm trại ở các đại lộ ngoại ô. Xung quanh là những ống khói nhà máy, những nhà ga đóng cửa, những công trường quang vắng trong các khu phố buồn man mác. Chỉ được chiếu sáng bằng vài cửa hàng của người bán rượu. Không gì giá buốt hơn, bẩn thỉu hơn những láng dài bằng ván nằm ngay hàng trên mặt đất nện khô và cứng của tháng 12 với những cánh cửa sổ không gắn khích, những chiếc cửa luôn mở và những chiếc đèn dầu đầy khói, ám đen vì sương mù như những chiếc đèn báo lớn trước gió. Không thể đọc, không thể ngủ hay ngồi, phải tạo ra những trò chơi của lũ nhóc để sưởi ấm, đập đế dài chạy quanh các láng gỗ. Cảnh không hành động tệ hại này ở ngay gần trận chiến có điều gì đó tủi hổ và căng thẳng, nhất là đêm hôm đó. Dù rằng tiếng súng đại bác đã ngừng, người ta cảm thấy rằng một trận khủng khiếp đang chuẩn bị ở trên kia. Thỉnh thoảng, khi ngọn lửa điện của pháo đài đạt đến Paris, trong cử động xoay vòng tròn, người ta thấy những toán quân lặng lẽ tụ tập trên vỉa hè, những toán quân khác ngược lên những con đường như những tấm thảm tối và dường như bò rạp sát đất, thu nhỏ lại bên những cây cột ở quảng trường ngay vàng. Tôi ở đó quá rét buốt, chìm khuất trong đêm ở những đại lộ lớn. Ai đó nói với tôi, hãy đến xem tiểu đoàn số 8, hình như có một buổi hòa nhạc. Tôi đến đó, mỗi một toán quân chúng tôi đều có láng gỗ, nhưng láng gỗ của tiểu đoàn số 8 được soi sáng nhiều hơn và chật ních người. Những ngọn đến thắp sáng đầu lưỡi lơi, kéo dài những ngọn lửa lớn phủ khói đen quật vào đầy những cái đầu công nhân tầm thường thô thiển vì say rượu. Rét buốt, mệt mỏi và giấc ngủ đứng tệ hại này làm cho người ta héo úa và tái xanh. Trong một góc, chị bán căng tin ngủ, miệng há ra, cuộn người trên băng ghế trước chiếc bàn nhỏ của chị, chất đầy những cái chai rỗng và những ly đục ngầu. Người ta hát. Lần lượt, các chị tài tử lên một cái bục ứng tác ở cuối phòng và tạo dáng, ngâm nga, cuộn người trong tấm chăn với những đoạn kịch còn nhớ được. Tôi tìm lại được ở đó những giọng phì phò khàn khàn, ngân gian ở cuối lối đi, những đô thị công nhân đầy những tiếng ồn trẻ con, những cái lồng treo lên, những quầy hàng ồn ào, những tiếng đo thật đáng yêu để nghe, hòa với tiếng động của các dụng cụ, với tiếng đệm nhạc của búa và cái bào lớn. Nhưng ở đó, trên cái bục này thật lố bịch và chán giường. Ban đầu chúng tôi có một công nhân là nhà tư tưởng, ông thợ máy có bộ râu dài, hát rè những nỗi đau khổ của người vô sản, những người vô sản đang thương ô ô với giọng hầu họng, nơi mà bài quốc tế ca thần thánh đã trút hết cơn tức giận vào đó. Rồi đến một người khác, ngủ gà ngủ gật, hát cho chúng tôi nghe bài hát trứ danh Quân Mất Dạy, những giai điệu bộ thật buồn chán, thật chậm, thật quể quải đến nỗi người ta có thể nói đó là bài hát ru, đúng là mất dạy. Vậy thì tôi cũng mất dạy theo. Trong khi anh ta tụng kinh thì người ta nghe tiếng ngáy của những người ngủ, tìm những góc quay lại ngược chiều ánh sáng và cào nhào. Thình lình một tia chớp màu trắng lướt qua những tấm dán và làm nhạt màu những ngọn lửa đỏ của những cây nến sáp. Đồng thời một tiếng khàn đục khiến lay động cả căn láng và hầu như những tiếng nổ khác khàn đục hơn, xa hơn, lăn lộn trên những ngọn đồi Champigny và giật cục giảm dần. Đó là trận đánh lại tiếp diễn. Nhưng quý ông tài tử mặc xác trận đánh, cái bục đó, bốn cây nến xác đã lay động trong đám dân chúng, tôi không biết là thứ bản năng kịch cọt gì. Phải thấy họ rình nghe khổ thơ cuối cùng, giật bài tình ca cuối cùng ra khỏi miệng, không ai cảm thấy lạnh nữa, như những người đứng ở trên bục, những người xuống khỏi bục và những người chờ đến phiên mình. Bài tình ca chực chờ trên cổ họng, tất cả đều đỏ lựng, đổ mồ hôi, mắt sực cháy, sự phô trương giữ cho họ nóng. Ở đó có những người nổi tiếng ở khu phố. Một ông bán thảm cũng là thi sĩ, yêu cầu được đọc một đoạn ca do ông sáng tác, bài Kẻ Ích Kỷ với điệp khúc Ai Nấy Đều Vì Mình. Và vì ông có khuyết tật ở lưỡi, ông nói lích ký vì tình. Đó là một bài châm biếm chống bọn thị dân thích ở lại bên lửa lò sưởi hơn là ra các trạm tiền tiêu. Và tôi luôn thấy cái đầu tốt lành của người kể chuyện truyền kỳ.
nón quân phục che tai và quai nón dưới cằm, nhấn mạnh từng câu chữ của bài đoán ca, và chúng tôi tấn công đoạn điệp khúc một cách ma mảnh. Ai đớt dị tình, ai đớt dị tình. Trong lúc đó, súng đại bác cũng hát qua giọng trầm sâu vào tiếng rền rỉ của súng liên thanh. Nó nói về những người bị thương chết dần trên tuyết, hấp hối bên dãy đường trong ao máu đóng băng. Đạn đại bác mù quáng, cái chết đen đến từ mọi phía xuyên qua màn đêm. Và buổi hòa nhạc của tiểu đoàn 8 vẫn tiếp tục biểu diễn. Giờ đây chúng tôi đến phần kể chuyện tự do. Một ông già buồn cười, mắt có tia máu và mũi đỏ, múa men trên bục trong một cơn mê sảng. Những tiếng dậm chân, những tiếng hô bis, những tiếng quan hô, những tiếng cười to khi kể đến những cảnh dâm ô nói giữa đàn ông với nhau làm bừng nở những gương mặt. Lúc ấy chị bán căng tin thức dậy và chen chúc trong đám đông, bị những cặp mắt nhai nuốt, chị cũng vặn vẹo vì cười. Trong khi ông già khẽ hát bằng giọng khàn đặc, Chúa lòng lành, sai như một thằng, tôi không chịu nổi nữa, tôi đi ra, phiên trực của tôi đã đến, nhưng mặc kệ. Tôi cần phải có không gian và không khí. Tôi đi thẳng về phía trước, cho đến sông Sen, nước đen ngòm, bờ kè trống vắng. Paris tối sẫm, thiêu ga, ngủ trong một vòng tròn lửa. Những tia chớp đại bác nhấp nháy quanh những đám cháy đỏ sáng lên đến hết chỗ này đến chỗ khác. Trên các độ cao, gần tôi nghe những giọng trầm, gấp rút, rõ ràng trong không khí lạnh. Người ta hỗn hển, người ta động viên nhau, ôi, nâng lên! Rồi những giọng nói bỗng dừng lại, như khi đang quá nhiệt tình làm việc đã thu hút hết sức lực của con người. Khi tôi đến gần bờ, tôi phân biệt được trong ánh sáng mơ hồ, chỗ nước đen nhất là một chiếc tàu chở đại bác dừng lại ở cầu Paxi và cố gắng ngược lên dòng nước. Những chiếc đèn bão lay lắc trong sóng nước, tiếng rít của dây cáp mà lính thủy kéo ghi nhận sự tiến lên lùi lại, tất cả những giai đoạn tranh đấu chống lại ác ý của dòng sông và đêm tối. Chiếc tàu chở đại bác nhỏ thật dũng cảm. Những cảnh trễ nải này làm cho nó nôn nóng. Cuồng nộ, nó lấy bánh xe đập nước, làm cho nước sôi lên tại chỗ. Cuối cùng, một nỗ lực cực mạnh đã đẩy tàu lên phía trước. Và khi nó đi qua và tiến thẳng trong sương mù, về phía trận chiến đang gọi nó, một tiếng hét to, nước Pháp muôn năm, vang vọng dư âm dưới cầu. À, buổi hòa nhạc của tiểu đoàn 8 ở rất xa. Trận đánh ở nghĩa trang Pelasses. Vệ binh phá lên cười, một trận đánh ở đây, nhưng không bao giờ có đánh trận, đó là chuyện bịa của báo chí. Đây là đơn giản chuyện đã xảy ra trong buổi tối ngày 22, đó là một ngày chủ nhật, chúng tôi đã thay khoảng 30 pháo binh liên bang đến với trang bị vũ khí gồm 7 đại bác và một súng liên thanh hệ thống mới. Họ đã chọn vị trí ở trên cao của nghĩa địa, và đúng lúc tôi có phiên trực ở đó để canh chừng, nên chính tôi đã đón nhận họ. Súng liên thanh của họ ở góc lối đi này, gần chòi canh của tôi. Súng đại bác của họ hơi thấp hơn, ở trên đất bằng. Khi đến, họ đã buộc tôi mở cho họ nhiều nhà nguyện. Tôi ngỡ rằng họ sẽ đập dỡ hết mọi thứ, cướp bóc hết trong đó. Nhưng chỉ huy của họ đã xếp đặt rất trật tự, và đứng giữa họ nói với họ bài diễn văn nhỏ này. Con lợn đầu tiên chạm vào thứ gì đó, ta sẽ bắn dở mồm nó, tăng hàng. Đó là một ông già tóc bạc trắng, đeo huy chương Crimea và Ý, không có vẻ hợp lắm. Người của ông giữ theo lời ông nói, và tôi phải nói công bằng rằng họ không lấy gì ở các ngôi mộ. Thậm chí cây thập tự trên mộ công tước De Morny, chỉ riêng vật đó đã đáng giá 2.000 quan. Tuy nhiên, đó là một đám người xấu xa, những pháo binh của công xã. Những tay bắn đại bác nghiệp dư, họ chỉ nghĩ tiền trả cao là 3,5 quan. Phải thấy họ sống như thế nào trong nghĩa trang này. Họ ngủ chồng chất trong hầm, ở chỗ xác ướp, ở chỗ Favron, ngưu mộ đẹp Favron mà vú nuôi của hoàng đế được an táng. Họ đặt rượu ướp lạnh ở mộ Sampo, nơi có một giời nước, rồi họ đưa phụ nữ đến. Rồi suốt đêm họ uống, họ ăn chơi. À, tôi trả lời với các bạn rằng những người chết của chúng ta đã nghe những trò bất dạy đó. Dù sao, dù họ dũng về, những tên cướp đó đã gây nhiều điều xấu cho Paris. Vị trí của họ rất đẹp và thỉnh thoảng có lệnh đưa tới. Bắn lên điện Louvre, bắn lên khu Palais Royal. Lúc đó ông già định vị các vũ khí và những quả đạn đại bác chạy bằng dầu hỏa bay hết tốc lực ra khắp thành phố. Những gì đi qua ở phía dưới, không ai trong chúng tôi biết chính xác. Người ta nghe tiếng súng nổ dần đến gần, nhưng quân liên bang không hề lo lắng. Vì những phát súng bắn qua bắn lại ở Somon, ở Mông Mạc,
và ở Pelasges đối với họ có vẻ như quân Versailles không thể tiến tới. Điều làm cho họ tỉnh ngộ là phát súng Đại Bác Hải quân gửi tới cho chúng tôi bắn ra từ đồi Mông Mạc. Người ta không chờ ít như thế. Chính tôi đang ở giữa họ, tựa vào mặt ni, đang hút tẩu thuốc của mình khi nghe bom nổ. Tôi chỉ có thời gian nằm rạp xuống đất. Ban đầu, những xạ thủ của chúng tôi ngỡ là bắn lầm hoặc một đồng nghiệp nào đó quá chén. Nhưng cứ đi dạo mà xem, trong vòng 5 phút, Mông Mạc vẫn còn sáng rực và một quả mận khô khác lại đến với chúng tôi, còn tỉnh táo hơn quả đạn kia. Trước phát súng này, các chàng trai của chúng ta dựng đại bác và súng liên thanh lên và chạy 3 giò 4 cẳng. Nghĩa trang không quá rộng với họ, họ thét, chúng ta bị phản bội, chúng ta bị phản bội. Ông già ở lại một mình với các quả đạn đại bác, di chuyển như một tên quỷ giữa các loại vũ khí và khóc vì điên giận khi các xạ thủ bỏ ông lại một mình. Tuy nhiên, đến tối, vài người đã trở lại vào giờ trả lương. Này ông, hãy nhìn chòi canh của tôi, vẫn còn những cái tên trở lại để lãnh lương tối hôm đó. Ông già gọi họ và lần lượt ghi tên. Sida có mặt, Sudera có mặt, Bijo, Vô Dông. Các bạn thấy đấy, họ chỉ 4 hoặc 5 người, nhưng họ có phụ nữ cùng đi với mình. À, tôi không bao giờ quên buổi tối trả lương ngày hôm ấy. Ở dưới ba cây trái, tòa thị chính, xưởng công binh, các kho lẫm dồi dào. Trong nghĩa trang Pelasges, người ta thấy rõ như ban ngày, lính liên bang còn cố gắng sử dụng các loại vũ khí, nhưng họ không đông lắm và Mông Mạc làm cho họ sợ. Lúc đó họ vào trong một hầm và bắt đầu uống hát như ghệ của mình. Ông già ngồi giữa hai tượng lớn bằng đá ở cửa mộ Favron và ông nhìn ba cây trái với vẻ khủng khiếp. Người ta có thể nói ông ngờ rằng đó là đêm cuối cùng của mình. Từ giây phút này, tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi trở về nhà chúng tôi là cái láng gỗ nhỏ mà anh thấy đằng kia, chìm khuất trong những nhánh cây. Tôi rất mệt, tôi lên giường nằm, mặc nguyên quần áo và để đèn cháy như trong một đêm giông. Bỗng nhiên người ta gõ cửa, vợ tôi ra mở cửa, run rẩy. Chúng tôi tưởng còn thấy những người lính liên bang, nhưng đó là hải quân, một vị tư lệnh, những bảng hiệu, một bác sĩ. Họ nói với tôi, dậy đi anh và pha cà phê cho chúng tôi. Tôi đã dậy và pha cà phê cho họ. Người ta nghe trong nghĩa trang một tiếng thì thầm, một cử động hỗn độn như thể những người chết thức dậy vào ngày phán xét cuối cùng. Các sĩ quan đã uống rất nhanh và đứng dậy, họ đưa tôi ra ngoài với họ. Có rất nhiều lính, lính thủy, người ta để tôi đứng đầu một đơn vị kỵ binh và chúng tôi bắt đầu sục sạo khắp nghĩa trang, từng ngôi mộ một. Thỉnh thoảng, binh lính thay lá lai động bắn một phát súng vào cuối lối đi trên một tượng bán thân vào một cổng rào. Đây đó, người ta phát hiện vài người khốn khổ nấp trong góc nhà nguyện. Chuyện của họ không lâu, đó là điều xảy ra cho các pháo binh của chúng tôi. Tôi tìm thấy tất cả bọn họ, đàn ông, đàn bà, ngồi cả đám gần chòi canh của tôi với ông già đeo quân chương ở trên cùng. Thật không vui khi thấy họ vào buổi rạng sáng lạnh lẽo, bùm. Nhưng điều gây ấn tượng cho tôi nhất lúc ấy là một loạt vệ binh quốc gia mà người ta mang đến từ nhà tù La Roquette, nơi mà họ đã qua đêm. Họ lên lối đi lớn, chậm chậm như một đoàn xe, người ta không nghe một lời, một câu than vãn. Những người khốn khổ này rất còng, ốm sát sườn, có những người ngủ khi đi và ý nghĩ rằng họ sắp chết cũng không làm cho họ thức giấc. Người ta cho họ đi vào cuối nghĩa trang và cuộc xử bắn bắt đầu. Họ gồm 147 người và anh nghĩ xem chuyện đó kéo dài bao lâu. Đó là cái mà người ta gọi là trận đánh ở nghĩa trang Pelasges. Ở đây có người hiền lành, thay vì chỉ huy hiến binh của mình, đột ngột rời tôi ở lại một mình, nhìn trên chòi canh của ông, những cái tên của lần lãnh lương cuối cũng được viết dưới tia sáng của Paris bốc cháy. Tôi hình dung đến đêm tháng năm ấy, băng qua đạn Đại Bác, đỏ màu máu và lửa, cái nghĩa trang lớn hoang vắng này được soi sáng như một ngày lễ hội. Súng Đại Bác bỏ hoang ở ngã tư, những hầm mộ mở ra, những cuộc chiến đấu ở bên mộ và gần đó giữa những mái dòm, hàng cột, hình ảnh bằng đá lộn xộn mà ngọn lửa co quắp đã làm cho sống động, thì pho trượng có dần tán rộng, đôi mắt to của Ban Sát vẫn đang nhìn.